Nó sẽ có. Alo.Thì bác nói rằng là sau khoảng thời gian quan sát đội tập luyện với cả qua 3 trận đấu mà bác coi thì bác vẫn muốn là từ nay câu lạc bộ Sài Gòn muốn sẽ tấn công mạnh hơn nữa, và vì thế thì để được như thế thì bác cũng sẽ trao đổi với cầu thủ và cố gắng truyền đạt cho cầu thủ qua những buổi tập luyện và qua những cuộc họp để cầu thủ hiểu được triết lý của bóng đá của bác. Bác sẽ thông qua những buổi tập, những cuộc họp để bác sẽ huấn luyện cho cầu thủ là từ bây giờ đội chúng tôi sẽ tấn công như nào, chúng tôi sẽ phòng thủ như nào. Thì không thể nói là bằng lời với phóng viên đã bây giờ, thì thông qua những lần mà phóng viên đến tham quan luyện tập hay là thông qua những trận đấu được phát trực tiếp trên truyền hình thì mọi người sẽ hiểu được chúng tôi sẽ lối chơi của chúng tôi. Thì lời mời đầu tiên của Bầu Bình dành cho tôi là đến đây để nâng cao chất lượng luyện tập và nâng cao quản lý tổng thể của câu lạc bộ. Thế tôi là cố vấn cấp cao của câu lạc bộ, chứ không có việc là Bầu Bình đã mời tôi về với tư cách huấn luyện viên. Thực sự là bác không có để ý đến những thành tích, đến những kết quả của những huấn luyện viên tiền nhiệm, huấn luyện viên lúc trước Nhật Bản trước khi đã làm việc ở Việt Nam. Thì thứ như là J-League thì có rất nhiều huấn luyện viên ngoại làm việc ở đấy, thì cũng có rất là nhiều huấn luyện viên thành công và có những thất bại. Thì bác sẽ không để ý đến những thành tích của những huấn luyện viên khác. Thì mục đích của bác đây là để làm cho câu lạc bộ bóng đá Sài Gòn mạnh hơn, và điều hơn cả là bác muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam, muốn cho các cầu thủ Việt Nam phát triển tốt hơn nữa. Thì đến khi cầu thủ Cao Văn Triển có thể sang thi đấu ở FCDQ thì vẫn còn một số khoảng thời gian. Thế trong khoảng thời gian này tôi muốn cầu thủ Cao Văn Triển luyện tập tốt ở đây. Về mặt năng lực thì tôi cảm thấy cầu thủ Cao Văn Triển không có vấn đề gì, anh có thể đáp ứng đủ điều kiện thi đấu ở J2. Tuy nhiên có một số vấn đề như là sinh hoạt hay là sống ở bên nước ngoài, thì cái đấy cầu thủ Cao Văn Triển cần phải thích nghi. Tôi nghĩ điều đó là điều quan trọng và điều hầu như các cầu thủ nào muốn thi đấu ở nước ngoài cũng phải làm được. Việc cầu thủ Cao Văn Triển là một cầu thủ rất là quan trọng đối với đội tuyển chúng tôi. Tuy nhiên, đây là câu lạc bộ không thể dựa vào năng lực của một người. Đây là tôi muốn xây dựng câu lạc bộ dựa vào tinh thần đoàn kết của câu lạc bộ và tất cả mọi người cùng làm việc để hướng tới thành tích của câu lạc bộ. Vì thế, tôi cũng sẽ những cầu thủ thay thế cũng sẽ cố gắng làm tốt công việc của họ và cũng sẽ cố gắng phát triển để có thể đáp ứng được vị trí khoảng trống mà Cao Văn Triển để lại. Qua một tháng quan sát các cầu thủ Sài Gòn làm việc và quan sát các cầu thủ của đội khác cũng như là các cầu thủ tuyển quốc gia Việt Nam, thì bác có nhận thấy rằng cầu thủ Việt Nam rất là chăm chỉ, thái độ làm việc rất là nghiêm túc. Tuy là cơ thể hơi nhỏ, nhưng mà cầu thủ có khả năng thể lực tốt, và bác thấy là các đặc điểm này khá là giống với các cầu thủ của bên Nhật. Điều quan trọng nhất là qua những chất lượng của những buổi tập hàng ngày, qua nhận thức của cầu thủ nữa, thì chúng tôi phải cùng nhau phải nâng cao cái đấy để cho cầu thủ có thể thích nghi và có thể phát triển ở J-League. Thì tôi nghĩ là cầu thủ Việt Nam có thể thích nghi và phát triển J-League tốt, giống như tại vì ở bên J-League giờ có rất là nhiều cầu thủ Thái đang thi đấu rất tốt ở bên đấy, nên tôi thấy cầu thủ Việt Nam có thể đáp ứng những điều kiện đó. クオリティ、インテンシティ、その中で練習をやらないと難しいかなと思います。Thì bây giờ tất cả những bài tập của Nhật Bản thì có chất lượng và có khối lượng giống như các câu lạc bộ ở V-League. Vì thế nếu mà các cầu thủ nào có thể theo được những bài tập này thì có thể là tập luyện ở V-League được. Và trong đó cầu thủ Cao Văn Triển thì hầu như cầu thủ Cao Văn Triển nào luôn luôn đáp ứng được những tiêu chuẩn của những bài tập mà bác đề ra. Vì thế bác hy vọng là cầu thủ Cao Văn Triển có thể trưởng thành và có thể thi đấu tốt ở bên Nhật. Thì tôi thấy rằng là tiềm năng phát triển của cầu thủ Việt Nam rất là lớn. Thì Nhật Bản, cái giải J-League cũng mất 25 năm để phát triển đến bây giờ. Thế từ khi thành lập V-League thì tôi cũng thấy là tiềm năng của V-League có thể phát triển giống như được J-League.
Bây giờ là bác cảm thấy là với sự dẫn dắt của các ekip Hàn Quốc thì đội tuyển Việt Nam đang có những thành tích tốt và đang có những màn trình diễn tốt trên sân đấu. Thì bác rất là tôn trọng và bác rất là vui vì điều đó. Thì bác cũng không quan trọng là với ekip Hàn Quốc hay Nhật Bản và bất kỳ nước nào thì bác luôn luôn tôn trọng những việc mà các huấn luyện viên hiện tại đang làm. Và bây giờ là bác cũng rất mong muốn là những cầu thủ Sài Gòn FC có thể có sẽ có nhiều cầu thủ Sài Gòn FC được lên thi đấu ở đội tuyển quốc gia hơn. Vì thế bác cũng sẽ cố gắng nâng cao trình độ của các cầu tuyển thủ